Konnichiwa tất cả mọi người, chúc cho cả nhà có một tuần mới thật là nhiều niềm vui ha. Vậy là hôm nay cái gói VIP Pass mới với tên là Mùa Phòng Game Sôi Động đã được phát hành rồi. Vì vậy nên hôm nay mình sẽ review tất cả các vật phẩm mà có ở trong cái mẹ mùa VIP mới này để cho mọi người cùng tham khảo và xem là có nên là mua cái mùa phòng game sôi động đúng không nha mọi người. Và cái máy gấp thú thì không biết nó chơi như nào ta, để coi như nào thì bây giờ mình sẽ review chi tiết từng thứ một để cho mọi người cùng theo dõi ha. Thì đây chính là toàn bộ vật phẩm của cái gói VIP này mọi người. Hồi nãy cái lúc mình quay video mình nhận cái điểm vương miện với lại cái gói này của nhà phát hành đó, tự nhiên cái máy của mình nó bị lỗi mất tiêu, vậy nên là mình không có mở từng món cho mọi người coi được, nên là mình sẽ review chung luôn nha. Thì đầu tiên đó là mình sẽ có là một cái bộ đồ hình cái con này giống như là con chuột hả bà con. Con chuột là mặc một cái bộ đồ chơi game á, sau đó là ở trên thì có đội một cái mũ bảo hiểm cũng rất là cute ha. Thì đây chính là cái bộ đồ nè. Rồi là mình thấy là cái bộ đồ này nó hơi giống giống với lại cái bộ đồ mà của Franken ấy. À đâu, giống như cái bộ đồ mà của Chubby á mọi người nhờ. Nó là cái áo yếm ha. Rồi kèm theo đó là chính là cái búa để gõ này. Cái búa gõ này nó có một cái chữ là 10T. Thì mình không biết 10T là gì ta. 10T là 10 tỷ ký hả hay là cái gì. Và cái búa này chắc là để chuyên gia gõ đầu mấy cái đứa là một là chơi điểm nè, hai là đi đến quán game chơi mà không chịu trả tiền ông ta, hay là cái búa này dùng để gõ mấy đứa mà suốt ngày chơi game mà không lo học hành gì hết, cắm đầu vô game. Thì mình không biết cái búa này nó có cái giống như là công dụng gì, mọi người để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Nhưng mà mình nghĩ khả năng cao á là cái búa này để gõ đầu mấy cái đứa hả mà chơi game là chơi điếm nè. Thì cái búa này nhìn cũng rất là cute đúng không. Tiếp theo đó chính là cái xe này chính là một khối slam khổng lồ. Cái slam này thì nó rất là chậm luôn, nó chỉ có cái tốc độ là 2.5 thôi mọi người. Thì slam thì chắc là mình nghĩ hồi đó giờ mình chỉ lấy mình đi chơi chứ ai về đâu bây giờ nhà phát hành nó lôi nguyên cái cục slam ra ngoài đường nè để làm thành cái xe luôn nè, biểu sao mà nó chậm quá. Ở kia tự nhiên cái đống lửa này mọi người, để mình mang cái cục slam của mình qua mình đè lên cái đống lửa để coi nó có tan chảy không nha. Bởi vì thường mà slam mà gặp lửa thì chỉ có là cháy đen thui thôi. Ủa nhưng mà cái này nó hơi ảo ma ấy, mọi người, cục slam này nó bất tử rồi, nó chà chà dưới đường xong nó lên lửa mà nó không bị sao hết trơn á. Thì mình thấy cái xe slam này chỉ là để một cái vật, mình nghĩ là để lôi ra chơi cho nó vui thôi, với lại nhìn nó cũng khá là cute hột me thôi, chứ thật ra nó đi thì chắc là không ai lấy cái này mà đi đâu nhở, bởi vì nó quá là chậm ý. Và mình cảm giác như là đợt này nhà phát hành làm xe nhưng mà nó hơi sai sai mục đích hay sao á. Người ta thường là xe là để sử dụng, là để đi, nhưng mà nhà phát hành đợt này hầu như mình thấy tất cả những cái xe mà nhà phát hành ra đều chỉ là vật để trang trí, để chơi cho vui thôi, chứ nếu mà nó đi thì nó có vẻ hơi ố về á mọi người. À và cái khối slam mà di chuyển này nè thì cũng có thể là cho các cái bạn đó ngồi vô đó. Đó mọi người thấy không, có cái ông gì mà nở ô nô tóc tóc, trời ơi là trời, mấy ông bà này đủ trend thế. Nô Ono TikTok qua tới cái xe của bà đang ngồi vô trong mình này mọi người ơi. Nhưng mà đây chắc là Nô Ono Fake rồi, chứ Nô Ono kia thì thôi mình không cho đi xe này đâu. Thì đây, đây chính là cái xe slam này mọi người. Nhìn nó cũng rất là vui đúng không. Nhưng mà nói chung á là mình đánh giá cái xe này không cao lắm, bởi vì nó chỉ ngoài cái chuyện dễ thương ra thì nó không phải là để đi, mà nó chỉ là để ngắm thôi mọi người. Thì nếu như mà ai mà thích siêu tầm xe và thích những cái xe độc lạ thì có thể mua cái gói VIP này. Bởi vì thường cái gói VIP nó sẽ không có quay trở lại, nên là cũng tính là cái xe này cũng là một cái xe dạng limited, cái xe hiếm nha mọi người. Tiếp theo đó chính là các cái vật phẩm mà trang trí nội thất ở trong cái mùa VIP. Đầu tiên mình sẽ có một cái đèn game over. Đây chính là cái đèn này, nó có thể mở lên mở xuống nhìn rất là hay ha. Sau đó là một cái con gấu, thì con gấu này ở mùa nào cũng có rồi. Và một cái cổng để làm một cái cổng vô khu chơi game á. Và mình còn có một cái chỗ bục đứng là để dành cho những người mà chiến thắng nè. Thì cái lúc mà đứng lên đây rất là cute mọi người. Cái tướng đứng giống như là khi mà mình đạt hạng 1 ở trong game á, hay là mình được hạng 1 ở trong cái khu mà
cuộc chiến sinh tồn bắt nhau á. Thì đó, lúc mình đứng lên cái con nhân vật của mình nó sẽ nhúng nhìn rất là dễ thương luôn. Và cái này nó cũng khá là bự á, nên mọi người có thể dùng để trang trí nhà thì mình thấy rất là đẹp luôn. Rồi mình còn có cả một cái bức tường nha mọi người. Cái bức tường bisel á, mẹ nó cứ chạy chạy á, nhìn nó rất là lạ mắt và nó đẹp á. Thì cái mà mình thích nhất luôn trong cái mùa VIP này có lẽ chính là cái giấy dán tường này rồi. Bởi vì cái giấy dán tường này nhìn rất là hay luôn. Nó cứ kiểu đi á, nhìn một cái là đậm chất game thủ luôn ha. Và nó còn có một cái đèn ở phía trên cao, mọi người thấy không? Cái đèn nó có chữ level up á, thì cái đó cũng là một cái đồ để trang trí luôn của cái gói nội thất này á. Thì mọi người thấy mấy cái đồ trang trí nội thất này mọi người có cảm giác giống mình đó, đó là cái giấy dán tường là nó độc và lạ nhất không? Bởi vì cái này á, là nếu như mà không mua gói VIP thì làm gì mà có cái giấy dán tường độc lạ như này đúng không? Thì mình thấy cái giấy dán tường khá là đẹp. Rồi cuối cùng cái mà mọi người ai cũng mong chờ đó chính là cái máy gấp thú. Thì chính vì là ai cũng mong chờ cho nên đây là cái mà làm cho mình thất vọng nhất luôn. Mình thề mọi người, mình thất vọng cực kỳ luôn. Lúc đầu khi ở trong cái trailer nhà phát hành tung ra thì mình thấy có một cái ông nào đấy đang ngồi gấp cái con thú lên và cái con gà thì nó từ dưới nó lên trên. Thì mình cứ tưởng đâu đây chính là một cái máy chơi game á. Mình đã nói mọi người là một cái máy gấp thú mình sẽ bỏ ra 6 ngày 6 đêm get go đi vô game để gấp thú tách nhân phẩm, để coi là gấp thú trong game với gấp thú ngoài đời thì nó khác nhau cái gì. Nhưng mà ai nghe về đâu á mọi người, nhà phát hành cho mình ăn ngay một quả lừa mọi người ơi. Thì cái này nó không có chơi được, nó không có gấp được, nó không có làm gì được hết trơn á. Cái đó là nó chỉ có là đứng vô trong đấy thôi là nó gấp mình lên vậy thôi, chứ còn cái người ở ngoài á gấp không có được mọi người ơi. Thì nó cũng chỉ là đơn giản là một cái đồ trang trí nội thất thôi. Vì vậy đây chính là cái thứ mà làm cho mình cực kỳ là thất vọng luôn. Bởi vậy nên người ta hay có nói cái câu là hàng trên mạng với lại khi mà ship về nhà thì nó khác nhau. Đúng rồi, cái này là y chang là như vậy luôn á. Hàng ở trên mạng hôm mình nhìn ở trên cái trailer rõ ràng mình thấy cái ông kia ông ngồi ông gấp con gà nó từ dưới nó lên trên mà. Ai vậy đâu, bây giờ nhà phát hành ship đến cho mình cái máy mà chỉ là để trang trí nhà thôi. Thì mình nghĩ là tất cả các bạn á mà đã coi video của mình á, cũng như là các bạn mà đã từng coi cái trailer của nhà phát hành thì sẽ rất là chắc là thất vọng nhờ. Bởi vì là thực sự luôn nó hụt hẫng cực kỳ luôn. Cái mà mình chờ nhất luôn đó chính là cái máy gấp thú, rồi cuối cùng nó cho mình nguyên là một cái máy gấp nịt luôn á, là không có làm gì hết á. Rồi rút cuộc ra á, thì ở trong cái mùa VIP này nó chỉ có đúng một cái là mình thấy là ok nhất luôn, đó chính là cái xe nè, rồi là cái bục đứng á, là cái chữ winner á, để trang trí nhà. Còn mình thấy các cái vật phẩm kia thì nó cũng bình thường. Với lại là cái mình thích nhất mà mình đã nói cho mọi người rồi á, đó chính là cái giấy dán tường. Còn lại á thì cái xe mà slam thì nó đẹp nhưng mà tốc độ thì lại quá là chậm. Rồi còn cái máy gấp thú thì u là trời ơi, tới đây thì mình không còn cái từ gì để có thể diễn tả được. Bởi vì mình cũng khá là kiểu hụt hẫng và không biết. Nói chung là mình mà chơi á thì nhà phát hành sẽ chắc là sẽ không thích đâu. Bởi vì là mình cũng là đối tác của game mà mình lại đi chê đúng không? Nhưng mà thật sự đây chính là cái cảm nhận của bản thân mình khi mà mình nhận được cái gói VIP này từ nhà phát hành. Tất cả mọi thứ đều ok cho đến khi mình trải nghiệm cái máy gấp thú. Thì nếu mà mọi người muốn trải nghiệm cái cảm giác mà hụt hẫng thì xin mời mọi người vô trong nhà của mình. Bây giờ thì mình đã đặt tất cả các cái đồ nội thất cũng như là cái giấy dán tường, cái máy gấp thú đồ đồ đó ở trong nhà mình, thì mọi người vô và mọi người chơi thử đi nha. Còn bạn nào mà muốn đi xe slam thì hãy liên hệ với tôi sẽ cho bà con đi với giá rất là rẻ luôn, một chuyến cỡ 50.000 nha. Thì cái video hôm nay của mình đó, mình đùa mọi người tí thôi chứ nó đó là cái cảm xúc của mình khi mình đã xài cái mùa VIP mới đó. Thì cảm ơn mọi người đã coi video của mình từ đầu tới giờ. Chúc cho mọi người có một cái buổi tối thật là nhiều niềm vui ha. Bye bye cả nhà.